Dạ em chào cả nhà nhé. Video này em test cả nhà cho cả nhà một chiếc âm ly có cái chất âm rất là hay. Đây là một con âm ly sân xui. Mới model là 3000A, một chiếc âm ly quen thuộc với cái kênh của em. Nếu mà bác nào hay theo dõi thì đây là một con âm ly có tại sao cái chất âm hay, đánh các dòng loa Mỹ cỏ, Nhật cỏ. Thì con này nó là dòng âm ly xuất âm biến thế đảo pha và cái hệ thống xuất âm biến thế của nó rất là to. To hơn so rất là nhiều so với những cái dòng biến thế thông thường ở những trên con âm ly như Hudkit ạ. Cái biến âm rất là lớn. Về phần công suất thì chiếc âm ly này đánh 4 sò Toshiba chữ đỏ. Có cầu chuyển đánh cho loa 4 ohm, 8 ohm. Đánh được hai đôi loa AB. Ngoài cái phần chất âm xuất âm biến thế thì chúng ta biết rằng con này nó rất là sâu đời. Nó ra đời vào năm 1967 cho đến năm 69 đấy cả nhà. Tiếng nó đánh ra ao công suất ra đến 45W một kênh. Sản xuất năm 67 nhá, sản xuất cho thị trường của Mỹ. Đây, trở khang đánh từ 4 cho đến 32 ohm. Đó, kinh khủng chưa? Bình thông thường là chỉ 16 ohm, nó đánh đến 32 ohm. Tiếng con này thì nó giống như âm ly đèn vậy cả nhà. Tại vì cái thời điểm năm 67, 69 thì nó giao thoa giữa âm ly đèn và âm ly bán dẫn. Con này thì tiếng của nó rất là ok. Cái size của cái chiếc âm ly này là 48,5 chiều ngang. Còn chiều sâu thì em đo áng chừng nó rơi vào khoảng 45cm đấy cả nhà. Cái họng nó rất là sâu và cái máy này thì nó rất là nặng. Đấy. Mọi chức năng của chiếc âm ly này là hoàn hảo, chạy tốt, không có ù xì. Radio thì 108 và bắt xì tè rất là ngon, rõ nét. Cái kết hàng đầu hiện nay là đảm bảo người dân địa phương có thể sinh sống và kinh doanh an toàn, trong khi các lực lượng chức năng có thể thực thi nhiệm vụ của mình. Theo tướng Pồn Sạc, vấn đề an ninh dai dẳng ở miền Nam đã khiến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu hàng hóa, vũ khí và ma túy phát triển tràn lan. Tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới sẽ giúp chặn các lối thoát của những phần tử ly khai muốn kích động bạo lực nhằm phá vỡ tiến trình. Thái Lan mới đây cũng nhích có chút xíu. Và hiện tại thì em đang ghép với cặp loa là sân xui 3500 mới về. Cặp loa này cũng có tiếng loa đẹp xuất sắc và mọi thứ của cặp loa này là còn nguyên zin, có chảy một chút góc ở đây này, nhỏ xíu xíu đây. Tất cả nguyên zin, chưa qua spa. Đối với cặp là loa 3500 này thì hiện tại em đang có mức giá là 14.500. Còn chiếc âm ly xuất âm biến thế đảo pha 3000A này thì hiện tại đang có mức giá là giảm giá là còn 9 triệu đồng. Giá thông thường là 10.500 và hiện tại chiếc âm ly này đang có mức giá tốt là 9 triệu đồng. Các bạn anh em nào có nhu cầu chơi trải nghiệm chiếc âm ly này hay cặp loa sân xui SP 3500 thì liên hệ cho em. Này là ngẫu nhiên và nguy cơ lây truyền thấp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.